không cần nhà bà đâu, vì trồng nhiều cam mà nhà bà hồng dành nhiều tiền và làm nhiều tầng, dần dần thành bà hoang làng này. Một là tụi chị xúi tụi em để cho tụi em đọc sai để cho mắc cười, còn nếu như cái trò này thật sự tan thân với tụi em. Tôi rất mừng là các bạn đã tự tin đến như vậy. Nếu như các bạn tự tin, xin mời các bạn chơi tiếp. Ok rồi, chơi tiếp. Ê, càng về sau càng đúng rồi. Việc gì khó có Lâm lo. Lâm rồi, nghe trước nè, cái này tôi cho các bạn tập luôn. Chắc cả đâu. Đúng rồi. Nhìn dưới đây nè, nhìn dưới đó, chị dạy nhìn đây nè. Đây là con kiến, đây là con kiến cầm kiếm. Bánh lò. Con kiến cầm kiếm. Chạy ra. Chị ăn gian quá. Thôi anh dừng nổi đi, quý chiều đây. Chúng tôi không sai, ban tổ chức sai. Sai chỗ nào? Sai chỗ nào? Chúng tôi không chỉ ra đường, thông cảm lên. Có thích thằng Trần Tinh hay không? Thích. Bạn đã hiểu luật chơi chưa ạ? Dạ rồi, em hiểu rồi ạ. Không, Trần Tinh bị mệt mỏi lắm. Em có phải là người sẵn sàng phản bội anh em không? Em sẵn sàng. Con có muốn tiếp tục phản không? Con nghĩ con muốn chơi mấy người còn lại không? Con chỉ giết hết, ăn hết ngọc của họ. Ôi, trời ơi, trời ơi, sao em cơ bắp vậy trời ơi, cơ bắp quá. Gán nha anh chị ơi. Xin chào mọi người ạ. Xin chào mừng các bạn đến với Trà Vinh. Trà Vinh là cái vùng đất cuối cùng nơi cái dòng sông Mekong huyền thoại của chúng ta chảy ra ha. Em lần đầu tiên tới luôn á. Em cũng lần đầu tiên. Em tới đi diễn nhiều ở những các tụ điểm hội chợ. Đúng rồi, em cũng em chưa vào diễn. Em ví dụ như cầu kèo qua cầu quan, đó mấy cái tour vậy. Cầu kèo đâu chứ vừa sáp á. Dạ. Vừa sáp rồi pha cổ chiên, rồi bánh canh trà cuốn. À, lộn quá bậy, bánh canh nước lèo, bún lèo, bún suông, bún suông nữa. Bún suông. Rồi bún nước lèo, lẩu mắm, không biết món gì, không biết luôn. Ngay bây giờ các bạn sẽ phải thực hiện nhiệm vụ để đi giải cứu hai người đẹp, chính là hai khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Wow. Gái, hai người đẹp con gái chứ. Ôm nhiều khi con trai. Con trai đẹp làm sao? Đâu nói là con gái đẹp đâu, người đẹp thôi. Người đẹp thôi. Em đẹp mà em cũng chưa là người đẹp mà. Hai người đẹp này thì hình như là ít, rất là ít chơi game show. Hầu như là chưa chơi. Rồi, vậy sức nặng đôi vai nữa rồi. Nhưng mà thứ nhất là họ đẹp và thứ nhì là họ có tài. Wow, tài không gì? Tài gì ạ? Tụi em cũng có tài thôi. Tài năng hay là tài lanh à? Hay là bên mảng khác ta? Có tài múa hay là... Ca sĩ à? Em nghĩ vậy, có tài chứ. Ảnh viên à, khúc xong cuối cùng của Mekong là đưa ảnh viên ra bơi. Vậy chơi giờ là bơi qua trong cổ chiên hả? Kiểu lỡ như mà thời hết giờ mà không cứu được thì sao? Buông bỏ khách mời đi. Buông bỏ hả? Khách mời bắt xe về. Mình chơi 6 người thôi ha. Đúng rồi. Vậy thì mình cũng không có cứu gì. Thôi đừng nói vậy hả, không có mời lỡ bất công chị thắm gì thế vô đó. Đúng rồi. Làm vậy đi. Hấp dẫn hơn khán giả thích hơn. Động lực mình cứu. Đúng rồi. Thử thách là nhanh miệng lẹ chân. Trời ơi, nhanh miệng ai làm lại em. Nhanh miệng là phép tính á. Phép tính là nhanh não anh ơi. Một mập 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 2 3. Một mập 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 mập. Gì vậy? Liếu dữ vậy. Buổi trưa ăn bữa chua. Hay quá. Ba ba bụm 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 bỏ vô ống trúng lũm. Bụm 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 bỏ bánh bánh trúng lũm. Hay quá, đang cầm okay. Đâu hay quá, giao lưu khán giả cái đi. Giao lưu khán giả hả? Giao lưu các bạn ơi, khán giả ơi, đưa đi nọ đó. Mọi người ơi. Hãy ủng hộ cho anh nhé. Hãy ủng hộ cho anh Dương Lâm nhé. Không có. Vậy hãy ủng hộ cho tất cả mọi người còn lại nhé.
Chuẩn bị. Mấy đứa lấy điện thoại ra bấm giùm anh đây coi chuyện kiếp thời gian á. Quay. Tụi em bấm giờ giùm anh cái. Bấm giờ giùm anh. Bấm giờ cho anh cái. Bấm giờ nha em. Ăn gian cái là báo ai anh liền. Em hồ nha Lâm ơi. Em ơi chị ơi, bên chị nhiều khi cài đầu hư chị ơi. Có tim dựng mà. Đúng rồi. Tụi em bấm sẵn giùm cho anh nha. Ok nha em. Cái là tụi em. Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhà bà Hồng gần nhà bà Đào vì trồng nhiều ca. Mà nhà bà Hồng dành nhiều tiền và làm nhiều tân. Dần dần thành bà hoang làng này. Còn nhà bà Đào thì nghèo vì chồng bà cù lần đòi trồng toàn bồ hòn. Mà làng này thì cần gì bồ hòn mà bà Đào nghèo càng nghèo. Nhà thì tồi tàn toàn là lều mà mùng. Nhà bà Hồng thì giàu vì nhiều gà và bò. Bà Đào thường ngồi ngoài lều nhìn bà Hồng lùa gà và bò vào chuồng mà lòng buồn buồn vì thèm thuồng. Dễ vậy, hay quá vậy. Bây giờ nè, có cái nào chơi khó hơn không? Chị ơi, bây giờ có hai option để bên team mình lựa chọn. Một, im lặng em. Một là tụi chị xúi tụi em để cho tụi em đọc sai để cho mắc cười. Còn nếu như cái trò này thật sự tan hình tụi em. Được, nhạt nhòa với tụi em. Nhạt nhòa liền, thì bây giờ chị muốn là xuống được hết sao tụi em đọc đúng hết. Đúng. Thì bây giờ ekip suy nghĩ và đắn đo đi. Đắn đo quá. Đúng rồi. Đắn đo. Sau khi đắn đo chúng tôi vẫn quyết định là chơi tiếp. À đâu cần ấy anh, chạy về là được. À chạy về an toàn. Từ nãy giờ chị không nói. Ủa thế là đập ra đập đi chứ còn quan trọng là chạy á ha. Giờ nó chạy. Mà quan trọng là chạy. Xin lỗi con vừa nói gì à? Nói đi. Dạ con nói chơi nãy giờ đâu có hiểu luật nữa. Con ở phường mấy à? Đó, mọi người khán giả thấy tụi tôi khổ chưa? Khán giả thấy ekip khổ chưa? Khổ không? Thương ekip không? Không thương ekip. Không thương. Sao nó có muốn loại vàng cát không? Có kìa.